với bao chiến công oanh liệt mãi mãi trường tồn từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng ta mãi tự hào là con lạc giáo hồng, là dòng giống trồng tiên. Chúng ta phải tiếp bước ông cha để xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Xin mời quý vị đại biểu, quý thầy cô đến với tiết mục múa Dòng máu lạc hồng do các em lớp 6A biểu diễn, biên đạo cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hà.
sông trời.